Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá một góc riêng của cả hai người đẹp qua chiếc điện thoại của chính họ, để cho mọi người hiểu rõ nhau nhiều hơn. Và đặc biệt là hai chàng trai Nhật Linh và Thùy Linh sẽ cùng kết nối điện thoại của mình với màn hình của tần số tình yêu. Lê Lộc xin làm nhiệm vụ thay hai chàng trai phía trên kia tìm hiểu xem điện thoại của Nhật Linh có gì. Cho Lê Lộc vô trang Facebook cá nhân của Nhật Linh nha. Yeah. Nick Facebook là Trần Linh nha mọi người ơi. Làm việc tại Huế nha. Nhật Linh có khoảng hơn 3.800 người bạn trên Facebook. Rất là nhiều ha. Cứ đi rồi sẽ đến, cứ im lặng sẽ qua. Một người như thế đấy, yêu là yêu hết đời này. Những cô gái này luôn luôn để lại những cái caption rất là so deep. Không có người đàn ông không thích phụ nữ đẹp. Bướm yêu hoa là chân lý, nhưng thứ tồn tại mãi là ở tâm hồn. Trời ơi. Những câu nói này là em tự nghĩ ra hay sao Linh? Câu trên là em có con câu dự là em tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra đó. Luôn là những cái tấm ảnh và những cái caption nó rất là cô đơn, thui thủi của mình hà. Như vậy thì không biết là trong chuyện tình cảm trước đây là bạn là chủ động bày tỏ hay là cứ bị động để cho người khác bày tỏ trước? Dạ em là người bị động vì em rất là ít nói. Giờ anh Hoàng muốn tìm hiểu ứng dụng nào nữa? Coi hình ảnh được không ta? Hình ảnh nha, đây sơ lược tí nha. Nhẹ nhẹ ăn cái nè, hơi ít hình ha. Bà không có thói quen chụp ảnh hả? Em chụp ảnh rất nhiều nhưng mà em có sở thích là đăng lên rồi xóa. Chụp xong điện thoại đăng lên rồi xóa. Đây chắc là gia đình mình hả? Hay là bạn bè? Dạ bạn bè. Những hình ảnh mình đi vui chơi mọi người hen. Cảm ơn bạn Nhật Linh đã giúp cho chúng tôi tìm hiểu một số góc riêng. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá thế giới riêng trong điện thoại của bạn Thùy Linh. Anh bấm vào, anh bấm vào. Đó đó, cùng camera trời. 13.000 tấm. Cô kia thì là 43 tấm, còn cô này là 13.039 tấm. Dạ thông cảm, tại vì công việc của em thì phải kiểu chụp hình nhiều ấy. Liên tục đúng không? Ý, thấy khá nhiều chàng trai nha. Sao nhiều dài thế? Dạ em mỗi ngày thì em đi quay với một bạn khác nhau. Nên mình chụp lại mình nhớ mặt bạn đó đúng không? Thì kiểu như là chụp hậu trường vui vui thôi mà. Vui vui. À đây là tấm mà em khá là thích ảnh, em có để ảnh lên. À nhìn nghệ thuật ha. Rồi ok, cảm ơn em, chứ coi hết 13.000 tấm thì nó hơi tốn thời gian. Dạ đúng rồi, 13.000 tấm biết bao giờ mới hết. Rồi cho chúng tôi thấy được phần ghi chú của bạn nè. Ghi chú thì chủ yếu là em công việc nhiều. Có làm thơ không? Không à. À những thông tin này nọ kiểu như là lưu để đi làm. Cái mục tiêu cần thực hiện được trong năm nay nè, tìm một chỗ ở ổn định có chưa? Dạ em mới chuyển chỗ ở rồi. Tập nhảy và gym tập được cái gì em chưa? Chưa hả? Chưa thời gian đúng không? Học thêm tiếng Anh nè. Học thêm tiếng Anh thì kiểu như là em muốn học thế, kiểu như là giao tiếp với mọi người trực tiếp, ví dụ như là em gặp người nước ngoài hoặc là đi du lịch Thái Lan hay là đi du lịch nước ngoài thì em sẽ cố gắng giao tiếp để mình biết tiếng Anh một cách nhanh hơn. Hay quá, nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp và có cá tính riêng. Cá tính riêng thì anh thấy có rồi đó, không ai giống em đâu. Hình ảnh đẹp cũng có luôn rồi đó. Dạ. Bên trong bây giờ mình sẽ xuất hiện nhiều hơn để mọi người nhớ đến Thùy Linh. Rồi học make up và trở thành một beauty blogger. Tại vì em rất là thích make up và rất là thích làm đẹp, cho nên là kiểu tương lai thì em cũng muốn hướng đến là một beauty blogger. Quan tâm giúp đỡ người thân, đi du lịch và hưởng thụ. Em đang cố gắng làm điều đấy. Với một người con gái mà tự lập như vậy á, rõ ràng là cô ấy rất là đề cao sự nghiệp, công việc, tài chính và tình yêu, tất cả mọi thứ đúng không ạ? Như vậy bạn giữa tài chính và tình yêu á, cái nào quan trọng? Thật ra là em cũng bị áp lực cái chuyện cân bằng giữa công việc và tình yêu. Nhưng mà bản thân mình phải lo cho mình tốt và có một công việc tốt thì mình mới có thể lo được cho gia đình và những người thân yêu của mình. Quá tuyệt vời, như vậy là chủ động trong cuộc sống rồi. Em thích như vậy, em thích là một người phụ nữ kiểu như là độc lập về tài chính và có tiếng nói. Cảm ơn bạn rất nhiều. Như vậy là chúng ta đã khám phá được một số góc riêng tư của Nhật Linh và Thùy Linh. Bây giờ chúng tôi sẽ dành vài phút để cho hai chàng trai đã gây rất nhiều ấn tượng từ đầu chương trình đến bây giờ, các bạn sẽ cầm điện thoại của Song Linh để tìm hiểu xem những vấn đề nào mình muốn khai thác. Xin mời hai chàng trai. Thời gian để tham khảo điện thoại cá nhân của hai người đẹp đã kết thúc và hy vọng là hai chàng trai cũng phát hiện một số điểm thú vị trong những chiếc điện thoại đó. Ngay sau đây xin mời quý vị sẵn sàng đến với vòng tiếp theo rất quan trọng ngày hôm nay, quyết định cuối cùng sau vài hình ảnh quảng cáo. Quý vị
đã quay trở lại với chương trình Tần Số Tình Yêu. Và bây giờ là đến phần quan trọng dành cho hai cô gái. Xem hai cô gái chúng ta có nhận được hai cuộc điện thoại của hai chàng trai ngồi phía trên hay không nha. Xin mời tất cả bước lên sân khấu. Cả các bộ phát tín hiệu đều đã xuất hiện ngay trên sân khấu rồi. Và chúng ta đã có hai cặp. Không biết là họ có bắt sóng được tần số tình yêu của nhau hay không. Cặp đầu tiên đó chính là Thùy Linh và Trần Toàn. Hồi bây giờ xin mời bạn Thùy Linh hãy giơ điện thoại của mình lên để cho tất cả mọi người đều thấy xem có cuộc điện thoại từ Trần Toàn hay không nha. Rất hồi hộp. Và bây giờ tất cả mọi người sẽ cùng đếm ngược từ 5 cùng với Hòa Rapper nhé. 5 4 3 2 1 Xin mời. Và kết quả là không có tần số tình yêu. Không có tần số tình yêu. Qua quá trình tiếp xúc thì thấy là Thùy Linh là một cô gái rất mạnh mẽ, cá tính và đặc biệt là tự lập. Chính vì lý do đó Trần Toàn cảm thấy là giữa hai bạn có một khoảng cách, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Nghe những gì mà Linh nói á, thực sự Linh rất là giỏi. Giống như của anh nói là khoảng cách xa quá nên không hợp ạ. Dạ, có nhiều điểm không đó là cảm nhận riêng của Trần Toàn và chúng ta cũng phải tôn trọng vào quyết định của anh ấy. Nhưng thôi, chúng ta hãy làm bạn với những cái bắt tay nào. Xin mời hai bạn, chúng ta hãy chạm mặt nhau một cái nào. Cảm ơn hai bạn đã đến với tần số tình yêu. Và bây giờ thì chúng tôi xin tạm biệt Trần Toàn và Thùy Linh. Chúc các bạn sẽ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, may mắn trong cuộc sống. Xin chào hai bạn. Tạm biệt. Tiếc cho một cặp vừa rồi, nhưng mà không sao, vẫn còn một cặp nữa. Mà cặp vừa rồi nhìn xứng đôi ha, hai bạn đều rất là cao. Lê Lộc nghĩ rằng là chắc là cả hai không đồng quan điểm với nhau, nên là không có bắt được tần số của nhau. Và bây giờ tần số đến từ cặp còn lại là Nhật Linh và Hoàng Phúc sẽ ra sao đây? Mời Nhật Linh nhé. Hồi hộp quá. Hola. Nếu mà bây giờ Linh mà quay lại á, Linh sẽ bất ngờ bởi vì anh biết Linh là ai. Vậy Linh biết anh là ai không? Mình có Facebook nhau và Linh có một mối quan hệ cũng hơi xa, nhưng mà Linh sẽ biết anh là ai. Rồi bây giờ Linh nhắm mắt lại nè. Phúc bước lên đi nè. Nhắm mắt lại. Chờ chuẩn bị nha. 3, 2, 1, xin mời. Xin mời. Sao vậy hả? Bất ngờ đúng không ạ? Anh chàng này là có mối quan hệ như thế nào với bạn từ trước đây? Anh này là bạn của anh trai. Bạn của anh trai hả? Bạn của anh trai thì không có lý do nào mà có khoảng cách nó xa nó như vậy hết. Mình quen biết nhau rồi mà. Chính xác, Linh là em gái của người yêu của thằng bạn thân với mình. Nhưng mà tại vì Linh là ở mới nhiều hơn cho nên là cũng chưa gặp nhau bao giờ. Hình như mới gặp được có một lần nhưng mà cũng chả có ấn tượng gì hết. Dạ. Nhưng mà hôm nay là Phúc có biết là Linh tham gia chương trình này không? Tới lúc mà đi ra mà đeo mắt kiến vô mới biết á. Chứ lúc đứng hát là cũng chả biết, không thấy đường. À hẹn chứ hồi nãy anh hát xong anh nói là có năm. Bí mật đã được bật mí. Chắc là có duyên anh hả? Rõ ràng là một duyên tiền định, cảm xúc rất là thật từ sân khấu ngày hôm nay. Bây giờ hai người có thể nào thể hiện tình cảm chút xíu không? Hiện tại thì bây giờ em của bạn mình thì mình vẫn phải coi là em gái. Còn sau này có gì đi nữa thì là cái chuyện đó để sau. Em gái. Trời ơi, hợp ha. Mới nói em gái mà không có gì trời. Thôi mình hùng qua Facebook đây em. Ok. Ai chụp hình nữa? Không, mình sẽ FaceTime. Mình không có mình hùng qua Facebook. Trời. Công nghệ 4.0 ghê thiệt. Rồi gọi Facebook cho nhau nè. Nè. Ok. Hello Linh. Hùng. Rất đáng yêu và dễ thương. Hy vọng là mối quan hệ của mình sẽ càng ngày càng tiến triển đẹp hơn nữa. Và chương trình Tần Số Tình Yêu cũng có phần quà dành cho hai bạn. Đây. Mong rằng hai bạn sẽ giữ trọn vẹn những cảm xúc rung động này. Cho dù là có em gái hay là người yêu đi chăng nữa thì Hạ Hồi phân giải.